Bây giờ chúng ta trở về với cái ngọn lửa. Tôi sẽ dùng một hộp quẹt, con quẹt Tây Ban Nha. Nếu muốn thì chúng ta có thể giữ ngọn lửa này với chúng ta khá lâu, tại vì cái que diêm nó rất là già. Chúng ta ôn lại nha. Ngọn lửa ơi, em từ đâu tới? Nó nói, em đâu có từ đâu tới đâu. Em không phải từ Nam, Bắc, Đông, Tây tới. Khi nào những điều kiện nó đầy đủ thì em biểu hiện. Khi nào những điều kiện không còn đầy đủ nữa thì em chấm dứt sự biểu hiện mà thôi. Bản chất của em là không tới, không đi, không có cũng không không. Đừng có tưởng rằng khi mà em biểu hiện là em mới có. Đừng có tưởng rằng khi em không biểu hiện là em không. Đừng bị những cái tướng như vậy nó đánh lừa. Này ngọn lửa, cái lúc em mới biểu hiện cho tới bây giờ, em cùng là một ngọn lửa hay em là hai ngọn lửa khác nhau? Thầy hỏi gì kỳ quá. Tuy em không phải là một cùng một ngọn lửa, nhưng mà chúng em không phải là hai ngọn lửa khác nhau đâu. Ngọn lửa bây giờ, tại sao em một mà trở thành hai? À, hai thì còn một. Và bây giờ từ một em là trở thành hai. Vậy thì em là một hay là hai? Một hay là nhiều? Cùng một ngọn lửa là hai ngọn lửa khác nhau. Những câu hỏi nó tới tấp. Chúng ta không có chịu quán chiếu, không có chịu thiền tập, thành thử chúng ta sống ở trong vô minh. Nếu mà chúng ta để cái đèn này nó cháy như vậy trong vòng một giờ đồng hồ, chúng ta đi chơi, chúng ta trở về trở lại, thì chúng ta vẫn thấy ngọn lửa còn đó. Cái đèn cày này nó có thể cháy được trên một giờ đồng hồ. Thì khi chúng ta đi trở vào một giờ đồng hồ, sau một giờ đồng hồ, thì thấy ngọn lửa nó vẫn còn y nguyên. Ta hỏi, ngọn lửa ơi, ngươi có phải là cùng một ngọn lửa trước đây một giờ đồng hồ hay không? Trong cái đầu mình đó, mình cứ tưởng đó là ngọn lửa ngày xưa, ngọn lửa hồi nãy. Nhưng kỳ thực, nếu mà có con mắt quan chiếu, nếu có con cái tuệ giác vô thường, ta thấy rằng không phải cùng một ngọn lửa. Cái đời sống của một ngọn lửa nó rất là ngắn ngủi. Nó chỉ là một sát na thôi. Và ngọn lửa sinh để rồi ngọn lửa diệt. Và ngọn lửa diệt để rồi ngọn lửa sinh. Và cái sinh diệt nó tiếp nối trong từng sát na. Và tại vì con mắt của mình không có thấy được cái sinh diệt trong từng sát na, cho nên mình tưởng rằng ngọn lửa vẫn còn là ngọn lửa ngày xưa. Cái nhiên liệu cũng như là cái dưỡng khí mà cái ngọn lửa nó tiêu thụ, nó luôn luôn là khác. Và vì vậy cho nên nó có hàng triệu ngọn lửa tiếp nối nhau, mà mình tưởng rằng chỉ là ngọn lửa đó. Quý vị có cái hình, có một cái album gia đình mà trong đó có cái hình của quý vị chụp lúc mới sanh ra, cái chú bé nhỏ xíu đó, cái cô bé nhỏ xíu đó, có phải là quý vị không? Quý vị có phải là một với chú bé đó, với cô bé không? Cô bé đó không, hay là quý vị là một con người khác?
Thì những câu hỏi đó nó rất là quan trọng, và tìm ra câu trả lời nó rất là quan trọng, và đâu có cần phải lâu ngày chạy tháng mới tìm ra câu trả lời. Rõ ràng em bé 3 tuổi với mình đây 50 tuổi hay là 40 tuổi, hai con người đó không phải là một. Tại vì sự khác nhau trông thấy rất là rõ ràng. Mà nói rằng nó là một đứa khác, còn mình là một người khác, không có liên hệ gì tới nhau là cũng không đúng. Vì vậy cho nên cái bản chất của chúng ta là phi nhất, phi gì, không phải là một mà không phải là hai. Thế ngọn lửa cũng vậy. Cho nên khi ta hỏi ngọn lửa, này ngọn lửa, em có phải là ngọn lửa hồi nãy trước khi tôi đi chơi không? Ngọn lửa nó sẽ trả lời, em không phải cùng là một ngọn lửa, em cũng phải là ngọn lửa hồi nãy trước khi thầy đi chơi. Nhưng mà thầy đừng lo, em cũng phải là ngọn lửa hoàn toàn khác đâu. Sự thật là nó như vậy. Đó là cái sự thật phi nhất phi diệt.